Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem clip của một con tàu hàng to khủng khiếp luôn nha anh em. Thì tàu ghe của mình đang ở khu vực khai thác ở ngoài khơi tại cái khu vực làng tàu quốc tế. Thì mình thấy những cái con tàu hàng nó cũng rất là to cho nên mình quay lại cho anh em xem. Đó, anh em thấy con tàu hàng mà nó đi ngang qua những cái chiếc ghe đánh bắt tầm 20-20 mấy mét á, thì những chiếc ghe đánh bắt nó còn có một tí xíu à. Đó, hơn là chiếc tàu này nó băng vô đám đông ban ngày và ban đêm lúc ghe đang đánh lưới nó cũng lây quay với nó luôn. Đa phần hầu hết luôn toàn bộ những con tàu chứ không phải là đa phần nha anh em, đều có các cái máy radar ở trên tàu hết, cho nên là nó quét những cái vật cản ở phía trước, nó đi nó né lưới và né ghe của chúng ta ha. Thì tuy nhiên có một điều mà chúng ta lo lắng và sợ hãi nhất là các cái tài công lái tàu cũng như các tài công lái ghe, họ đều lúc mà họ buồn ngủ họ đều ngủ gật đó. Họ canh cho con tàu nó chạy theo hệ thống tự động đó. Cho nên là mình sợ những cái con tàu nó băng vô đám đông này. Sợ nhất các cái tài công họ ngủ quên, tài công lái tàu họ ngủ quên đó. Họ cứ cài máy để nó chạy theo theo máy á, là chúng ta đi biển chúng ta sợ hãi những con tàu nhất là cái điều đó. Và cái con tàu thì chúng ta muốn né nó thì chúng ta phải né từ xe, từ cái khoảng cách rất xa. Đây mình quay thêm một con tàu cũng chở hàng nữa cho anh em xem. Đây là con tàu chở hàng tập lộng ha. Thì đa phần chúng ta đi biển chúng ta thấy những cái con tàu chở hàng cỡ cái tầm này thì nhiều. Còn những con tàu mà chở hàng tầm lớn giống như clip trước mình quay á, ở cái làng biển quốc tế thì chúng ta phải đi ra cái vùng khai thác khơi chúng ta mới gặp những cái con tàu đó được. Tàu này có chữ Phúc Thái mà, tàu này tàu chở hàng nội địa ha, hàng trong nước, tàu này đi trong nước Việt Nam thôi. Thì đa phần những anh em đi biển, anh em làm nghề đánh bắt bất cứ cái ngành nghề gì á, thì anh em đều gặp những cái con tàu hàng hoặc là những cái con tàu khai thác, những con tàu du lịch hay những con tàu mà chở vật liệu tàu dầu rồi đủ tất cả các loại tàu anh em đều bắt gặp chứ không phải là riêng một mình ha. Chỉ có điều thì mình đi thì mình gặp những con tàu này mình quay lại mình làm kỷ niệm cùng với những anh em mà họ không làm nghề biển thì họ cũng có thể vào cái kênh mình để xem. Chứ không phải là mình tài giỏi gì mà mình quay được những cái con tàu này ha. Ai đi đánh bắt đều thấy những cái con tàu này hết thường xuyên. Đây là con tàu chở hàng tầm lộng nha anh em. Đó, trên tàu cũng có radar quay đó anh em. Container chắc lúc tàu luôn. Tầm lộng mà chở tầm này hàng cũng gọi là nhiều. Thì vận tải bằng đường biển thì người ta mới chở được nhiều hàng được nha anh em. Chứ vận tải bằng đường bộ thì đa phần là đi từ Bắc chí Nam hoặc là sang những cái nước khác thì người ta chở lần một công thôi. Còn vận tải đường thủy thì chở cái tầm nhiều đều đi nó chậm. Đây một con tàu của Vinsen, tàu này chắc là tàu của Trung Quốc anh em. Tàu này hình như là bỏ hết hàng rồi, còn tàu rất là nổi ha. Đó, Vinsen. Tàu này nổi khô luôn, cái chớm màu đỏ đỏ là chớm sơn hè của nó. Lúc mình chở hàng mình chở lúc còn lá cái chớm sơn xanh. Trên tàu có con tàu nhỏ nhỏ màu cam cam, tàu phòng hộ này. Tàu này hình như là một là chở vật liệu xây dựng. Đây thêm một con tàu khác nữa nè anh em. Tàu này là tàu thăm dò khai thác. Nhìn cái mẫu tàu thì anh em cũng đoán ra được rồi.
tàu này đẹp quá, tàu này nó so với những cái con tàu chở hàng thì không phải là lớn, nhưng mà tàu thăm dò khai thác là những con tàu này là gọi là tàu lớn anh em, bởi vì những con tàu thăm dò và khai thác là đa phần nó không có to đó. Dữ dằn con tàu sơn màu rất là đẹp, đỏ 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 cam, Fugo, tàu có chữ Fugo. Tàu này tàu của nước nào đây mình không có rõ luôn, sơn màu rất là đẹp, mới keng luôn. Tàu này tàu thăm dò khai thác á, ở sau là có mấy cẩu rồi dàn trụ dàn này dàn nọ gì tế lễ thần hoàng luôn, các cái hệ thống trên con tàu mà theo kiểu như mình đoán á thì tàu này hình như là cái tàu mà nó bắt sóng bắt tín hiệu, các cái thiết bị của nó đã bắt cái tần số rất là nhiều ở trên tàu, còn nó khai thác là khai thác cái gì mình cũng rõ nữa. Có cái đầu tàu không, phía sau nó trượt lớp xuống sát qua dưới nước luôn. Tàu đẹp, có hai cái cột gì tròn tròn trắng trắng đẻo nè. Bây giờ mình chạy vô tới lòng gần bờ, mình quay những cái con tàu ở trong bờ cho anh em xem đó. Những con tàu bờ này là những con tàu cũng chở hàng nhưng mà không phải hàng công, Golden Clean này đó. Những tàu này đeo khoảng là những tàu chở xi măng hoặc là sắt thép nha anh em đó. Những con tàu này nó chạy trong khu vực trong nước cũng có, khu vực xuyên quốc gia cũng có, khu vực châu Á cũng có ha, khu vực Đông Nam Á rồi chở hàng các cái khu vực lân cận này. Những con tàu này nó cũng có cái kiểu thiết kế những cái dàn trụ nó giống như những cái con tàu mà hút cát vậy đó. Đó. Những tàu hút cát nó cấu tàu cái phía trên bon tàu nó giống như những con tàu này nè. Nhưng những con tàu này hiện tại mình thấy chở gì nó cũng không có rõ nữa. Hút cát thì cũng không thấy. Phía sau tàu có cano màu cam cam. Thì mình quay đặc sắc những cái con tàu cho anh em xem, trong đó có tàu hàng ở làng biển quốc tế, tàu hàng ở làng biển trong nước, hoặc là những con tàu khai thác, rồi những con tàu chở vật liệu, tàu dầu, tàu chở sắt thép, xi măng này nọ cho anh em xem, chứ không quay riêng những cái con tàu to bự không ha. Bởi vì đeo phần cái clip này mình quay thì cũng cho một số anh em mà ít đi biển hoặc là một số anh em mà không đi biển xem nhiều. Còn những anh em mà đi biển thì nói chung là đi biển thì anh em đều gặp những con tàu này hết ha. Anh em có thấy vui thì vô xem chơi thôi, chứ những anh em đi biển thì những con tàu này họ gặp quá thường xuyên đó. Những con tàu cũng kiểu như con tàu vừa rồi, nhưng mà sơn cái màu cam đặc sắc hơn. Quay tổng hợp cái clip về những cái con tàu kia tàu nọ cho anh em xem chơi. Đây thêm một cái con tàu lạ nữa anh em, này là chiếc phè có ghe dắt ở đằng trước nè anh em đó. Ghe dắt á, ghe dắt có kẹp bánh xe tàu dắt á, tàu dắt này bằng sắt nè, có kẹp bánh xe sơn hoàng trắng xung quanh toàn bộ thân tàu luôn, dắt theo chiếc phè ở đằng sau thì có dàn cẩu, thì
làm cái công trình gì đây mình không có rõ. Thì đeo phần những chiếc phè á, nó chở những cái trang thiết bị mà phục vụ các công trình xây dựng á. Thì nó đi đường bằng đường biển là chính, trong đó có tàu dắt nó dắt đi ha. Thì đến công trình nào nó đi vô trong khu vực tỉnh đó, cửa biển. Đây bên gần chiếc phè nó có thêm con tàu du lịch nữa nè anh em. Đó, ở đây sở dĩ mình quay con tàu du lịch này bởi vì con tàu du lịch này nó rất là lạ. Anh em đi biển mà mình thì cũng thấy rất là nhiều những con tàu du lịch đó, đồ sộ hơn con tàu rất là nhiều. Tuy nhiên thì con tàu du lịch này nó rất lạ anh em. Nó có thiết kế kiểu vừa kiểu tàu mà vừa kiểu cánh bươm. Và trong khi đó cái ống khói của cái con tàu nó cao lịch sử luôn á. Đó, thấy từ ở dưới nước lên trên cái thân tàu đã thấy một cái khoảng cách mà rất là keo, mà từ trên bon tàu mà đi lên cái ống khói là keo gấp 4 gấp 5 lần thân tàu luôn á. Đó, ống khói ở trên nhẹ khói đó. Tàu này có thể là một cái du thuyền của cá nhân nào đó hoặc là tổ chức nào đó thôi, rất là đẹp. Vừa tàu mà vừa thiết kế theo kiểu như là cánh bươm á, đi ngheo du sơn thủy nhìn đảo á. Đó, thì những con tàu này nó cũng lạ lạ, quay lại cho anh em xem chơi. Nhưng những con tàu du lịch xuyên châu Âu, xuyên lục địa là những con tàu còn hải hùng hơn con tàu này nữa. Tuy nhiên những con tàu đó cũng không phải là xe lạ gì đối với anh em. Những con tàu đó thì anh em có thể bật mạng lên là thấy âm sùm. Tuy nhiên những cái con này là gọi là du thuyền này, lạ quá. Hướng nó đang đi về cảng biển Nha Trang hay sao? Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nha. Anh em nào thấy hay thì bấm chia sẻ video giúp mình. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau sẽ hay hơn, đặc sắc hơn. Xin chào và tạm biệt.